bạn, mình đang rất mong chờ được đến tới vòng R&B Dance và Hip Hop, bởi vì mình đã rất mong muốn được ở lại tới vòng này để thể hiện hết năng khiếu về vũ đạo của mình, cũng như gặp một người mà mình rất yêu quý, đó chính là ca sĩ Hồ Ngọc Hạ. Sang bên này thì khi mà em ngồi sang bên này là bắt đầu vào nhạc rồi đó. Lắc liền, kính nhịp đầu tiên là phải lắc liền chứ đừng có đợi nhịp. Đức Anh có một thế mạnh là nhạc cảm rất là tốt, chính vì vậy mà bạn có thể thoải mái nhảy theo những cái gì mà bạn cảm nhận. Bắt đầu nhảy. Thì chính bản thân của Đức Anh đã làm được trên cả sự mong đợi của Hà. Ở đêm thi thứ ba này mình chọn ca khúc Quá Yêu, một sáng tác của ca sĩ nhạc sĩ Lưu Hương Giang. Đây là một bài hát mình rất yêu thích và một giai điệu rất là sôi động, bảo đảm sẽ làm cho cả các bạn cùng nhún nhảy với Đức Anh. Có lẽ đây sẽ là một tiết mục rất là tuyệt vời trong buổi tối này. Mình nghĩ rằng là việc vũ đạo cùng với hát cần phải được cân bằng với nhau. Chính vì thế mình sẽ cố gắng tập hát và tập hơi thật là dẻo dai để có thể vừa nhảy cho các bạn xem và vừa hát cho các bạn nghe nữa. Các bạn hãy ủng hộ Đức Anh nhé. Anh tưởng tượng ra một hình bóng ấy thoáng vụt quân quanh trong tâm trí anh. Hãy nhìn anh đây, người đừng bối rối, em chợt đổi thay, anh đâu có hay. Anh mới biết mình đã quá yêu, anh vẫn cứ nghi ngờ thế thôi. Dẫu biết đó chỉ là giấc mơ, anh vẫn cứ nghi ngờ đắn đo. Đến lúc thức giấc cơn mê miên man trong anh vượt thoáng qua, anh bỗng nhận ra em vẫn ấm em bên anh. Sao cứ hờn ghen vu vơ dù biết chuyện đó thật xa vời. Có lẽ vì anh đã yêu người quá. Anh đã biết mình đã quá yêu, anh có thứ trong lòng thế thôi. Dù biết đó chỉ là giấc mơ, anh vẫn cứ nghi ngờ đắn đo. Cái số 2 định mệnh nó rất là căng thẳng rồi, tôi không muốn gây thêm áp lực cho em nữa. Anh chỉ hỏi em là em có thể hát được giọng giả không? Dạ, cũng có. Bây giờ em thử hát cái câu hát đấy cao lên, xong em hát một nửa giọng giả, một nửa giọng thật. Đoạn nào ạ? Tùy em chọn trong bài hát, anh nghĩ là em có thử. Cái nốt cao nhất của các bạn. Nốt cao nhất em hát lên. Nhưng anh đã yêu người quá. Em nâng tông bài hát lên xong rồi hát một nửa dưới, một nửa trên. Sexy hơn nhiều. Nói chung là ngày đầu tiên em nhảy thì tôi mới nói rằng là em hãy tập những cái điệu nhảy men một chút. Bây giờ thật sự là em rất men. Em rất men. Và tôi nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng là cái bài hát này nếu như em trên một cái giọng giả giống như anh Trung nói, tôi định nói nhưng mà anh Trung nói trớn rồi, thì tôi nghĩ rằng là một, nếu như em đẩy là em đẩy giọng thì hoặc là rất là nhẹ, nó sẽ bay bổng và nó sẽ làm giọng em hay hơn. Tôi nghĩ rằng là em tập thêm đi, nhưng mà cái điều nhảy của em rất man, tôi rất là thích. Chị cũng thấy là hình như là nếu như là một tiết mục mà có vũ đạo thì sẽ rất là hợp với em, bởi vì thực sự hôm nay là một tiết mục mà em làm rất là tốt, và có những người ca sĩ sinh ra để hát những bài hát mà có rất là nhiều cách để truyền cảm giống như là thông qua vũ đạo. Chị cũng thấy là nếu như hôm nay là một sân khấu sinh viên thì có lẽ mọi người sẽ vỗ tay không dứt.
ngay từ đầu. Theo chương trình thì nói ngồi số 2 là định mệnh. Thì cái hôm nay á, sau khi em diễn, anh vẫn thấy tuần sau anh cũng thấy ngon ngon, không biết số 2 nó như thế nào đây. Em có một cái khả năng vũ đạo anh nghĩ rất là gợi cảm, nhưng mà anh không biết là nó đúng gợi cảm cho đối tượng nào thì anh cũng còn hơi thắc mắc. Chị siêu. Em ơi, em nhớ đừng có giơ tay như thế này nha. Có thể giơ như thế này cũng số 2 vậy, đúng không? Nó phá đi, đúng rồi. Em đừng có lo định mệnh, cái gì ở đây cũng có định mệnh. Em hát hay tốt, tốt như thế thì tự nhiên người ta sẽ vốn cho em. Tôi muốn nói thêm em một chút là em diễn, rồi em chú ý đến diễn rất là nhiều. Bây giờ em cũng diễn như thế mà bằng cái giọng hát của em hơn thì em sẽ hấp dẫn được người ta hơn. Rồi, như vậy là Đức Anh, bạn có thể yên tâm là về nhà bây giờ có thể là mở khóa vali ra và cất đồ lại vào tủ rồi, đúng không ạ? Bởi vì nói thật thì là tôi biết rằng các thí sinh rất lo, bởi vì lần trước thực ra Phương Anh đã nói đến điều này và Phương Anh rất lo. Đến Vương Linh cũng rất là lo. Và tôi biết là đến Đức Anh thì Đức Anh có vẻ một phần là hơi suy sụp một chút. Tuy nhiên với những nhận xét của ban giám khảo thì bạn thấy là hoàn toàn là có thể yên tâm, đúng không? Chúng ta sẽ giúp cho con số 2 định mệnh này sẽ không còn ý nghĩa như thế nữa. Hãy soạn tin 2 gửi về số 6358.